Thành ra là hôm nay bạn ý có lẽ là bạn ý sẽ chưa được hài lòng lắm với phần trình bày của mình. Nhưng mà có lẽ quý vị ơi, các bạn hãy thật là ủng hộ cô gái này để các bạn ấy có thể thể hiện tốt hơn. Tại vì sau đây chúng ta sẽ có một phần thi nữa các bạn. Và bạn người của chúng ta sẽ còn có một cơ hội tiếp theo để chinh phục quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, không biết có thể thấy ở đây là bạn có một tài năng nữa, đó là đàn guitar và ca hát. Vậy tại sao được thi này bạn không lựa chọn thể hiện cả hai tài năng cùng lúc ạ? Chị ơi, ra là về cái thế mạnh của em là guitar. Còn guitar chỉ là một cái phụ để nó thi thoảng có thể. Thật sự việc em, lúc nào em buồn em có thể chơi nhiều hơn. Chứ còn guitar thì em không nghe, không phải đấy. Em chỉ có hát thôi. Dạ vâng, giới thiệu với bạn ông chủ quán bia đằng sau của chúng ta đây. Đó là một người thầy rất giỏi guitar. Và Huyền có lẽ là đến cái phần thi về sau ấy ạ. Nếu mà mình được vào vào thì bạn nhắn thì giáo chủ của chúng ta để anh ấy có thể bày cho bạn một tiết mục, có thể kết hợp cả hai đúng không ạ?